Rồi, thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là thông tin liên quan một lần nữa đến luật chứng khoán ở Hoa Kỳ. À, thì trước hết tôi muốn chia sẻ một cái danh ngôn với các bạn đó chính là Càng đến dần sự sụp đổ của một đế chế thì luật của nó càng điên rồ. À, và đương nhiên đây là câu nói từ Marcus Serrero rất là lâu rồi. Nhưng mà tôi cảm thấy được đây cũng là một câu nói mà chúng ta có thể áp dụng được với SEC hiện tại. Thì hôm nay chúng ta có một thông tin rất là lớn liên quan tới NBA Top Shot các bạn à, Và đây là một trong những công ty mà cung cấp NFT Thì NFT của NBA Top Shot có phải là một chứng khoán hay là không Thì trước khi mà các bạn bắt đầu là bấm bàn phím và ghét SEC đó Thì để thường chia sẻ với các bạn là thật ra đây là một cái vụ kiện không phải là khởi đầu từ SEC đây là cái điều kiện rất là lâu rồi các bạn, các bạn chắc cũng đã nhớ là thùng chia sẻ năm 2021 cách đây gần như 2 năm rồi đó thì thời điểm đó chúng ta có một người phụ nữ à, người phụ nữ này đó là đã đệ đơn kiện NBA Top Shot vì lý do là bà ta mua NFT rồi sau đó có thể là bị thua lỗ hay gì đó mà bây giờ bà ta muốn bán lại cho NBA Top Shot họ không mua lại. Rồi sau đó bà ta đệ đơn kiện nói là NBA Top Shot bán một cái Hợp đồng đầu tư một cái chứng khoán mà không có đăng ký thì đây là khởi đầu của vụ kiện các bạn và mãi tới bây giờ để chúng ta mới biết thêm thông tin à, và NBA Top Shot Nhưng mà nào mà không rành đây là một cái công ty đã được thành lập một năm trước đó vào năm 2020 các bạn và đây là trang web chính thức của NBA Top Shot thì NBA đó chính là cái uh, hiệp hội uh, bóng rổ đó các bạn thì đây là một cái uh, nơi mà tổ chức những cái trận bóng rổ thì họ có bản quyền với lại những cái video những cái hình ảnh liên quan tới bóng rổ. Cái mà họ muốn làm ở đây đó là họ hợp tác với lại một công ty có tên là NBA Top Shot. Công ty này đó thì sẽ lưu trữ những hình ảnh này với cái dạng là NFT và sau đó bán cho những người fan của bóng rổ à, và coi như là một cái gì đó sưu tầm vậy các bạn à, thì uh, sau khi mà các bạn đã nghe thùng chia sẻ rồi đó thì các bạn có nghĩ đây là một chứng khoán hay là không đối với lại nhiều người cứ thấy là các bạn có thể thấy là đây không có khác gì khi mà chúng ta nói tới là những người mà họ uh, sưu tầm những cái thẻ bóng rổ các bạn hay là thẻ bóng chày à, và những cái thẻ này đó đâu phải là chứng khoán đâu bây giờ ai cũng có thể mua được các bạn có thể mua ở những siêu thị à, nhiều người sưu tầm các bạn những cái thẻ này có thể lên tới 50.000 đô một thẻ hay là các bạn nào mà thích Pokemon thì các bạn có thể liên tưởng tới là nhiều người thì họ cũng sưu tầm những cái thẻ Pokemon những thẻ Pokemon này thì không phải là chứng khoán đâu thì nếu như các bạn liên tưởng là NBA Top Shot đúng là nó là thuộc dạng điện tử nhưng mà nó có cái ý nghĩ tương tự như vậy các bạn đây là một cái bộ sưu tầm các bạn sưu tầm những hình ảnh liên quan tới bóng rổ các bạn yêu thích à, và các bạn là chủ sở hữu nó và có thể được chứng minh trên blockchain và nó khác với lại các bạn sưu tầm cái vật ngoài đời vật ngoài đời đó thì các bạn chứng minh chủ sở hữu bằng cách là các bạn giữ lại biên lai like để các bạn chứng minh là đây là hàng thật các bạn chứ không phải là một cái hàng giả thì với lập luận đó các bạn đã thấy được là cái công ty NBA Top Shot đó, thì họ đã nói với quan tòa là cái vụ kiện này đó thì nên loại bỏ tại vì đây là một cái vụ kiện vô lý nhưng mà kết quả không ngờ đó là cuối cùng đó thì thẩm phán của tòa án À, đã ra quyết định không phải là ông ta ra quyết định là nb top shot những cái nft này là chứng khoán ông ta chỉ nói là cũng có khả năng nó là chứng khoán mà thôi đây là điều mà tôi muốn làm rõ ở đây tại vì uh, có nhiều bài viết đó, thì nói là thẩm phán uh, đã không loại bỏ điều kiện này tại vì thẩm phán nghĩ là nb top shot những cái nft này là chứng khoán không phải các bạn thẩm phán chỉ nói là có khả năng nó là chứng khoán mà thôi thì trước khi mà các bạn uh, nghe thường chia sẻ thêm đó, thì có thể nhiều bạn cảm thấy là phẫn nộ về cái suy nghĩ này từ thẩm phán thôi cũng gì các bạn khi mình thường chỉ nhìn cái tôi đề thôi thường cảm thấy là cực kỳ vô lý tại vì nó cũng giống như là chúng ta nhìn thấy được là người ta sưu tầm những cái thẻ thật ngoài đời thì tại sao ở ngoài đời những thẻ này lại không phải chứng khoán trong khi mà những nft này là chứng khoán Thùng đã đọc và hiểu thêm về cái lập luận của thẩm phán các bạn cái vấn đề lớn nhất của NBA Top Shot là gì đó chính là liên quan đến cái công ty đứng sau lưng thì công ty đứng sau lưng là Flow Blockchain các bạn à, và cái blockchain này đó không phải là blockchain công cộng như là Bitcoin đây là cái blockchain tư nhân à, và cái điều mà thẩm phán nói đó là nếu như mà có ai đó muốn mua NBA Top Shot NFT cái bộ sưu tầm này thì cần phải có token Flow Thêm vào đó nữa đó là nếu như mà muốn mua cái bộ sưu tầm này đó thì phải dùng một cái marketplace mà được quản lý bởi cái công ty này. Thêm vào đó khi mà quảng bá cái dự án này đó thì cái công ty đứng sau lưng quảng bá đã đưa ra những cái hình ảnh liên quan tới là những NFT này đã được bán với giá bao nhiêu khiến cho nhiều người nghĩ đây là một cái vụ đầu tư hơn là người ta sưu tầm. Cái mà thẩm phán muốn nói đây đó là cái mối quan hệ giữa Flow Blockchain và những cái NFT này là cực kỳ mật thiết luôn. Nó hoàn toàn không có giống như là chúng ta nghĩ đơn giản là những người mà sưu tầm những cái thẻ ở ngoài đời hay là sưu tầm những cái Pokemon các bạn có thấy là người ta cũng sưu tầm để mà bán lợi, để kiếm lời thì cũng có à, nhưng mà cũng có nhiều người họ thật sự là sưu tầm tại vì họ rất là yêu thích những cái người đi uh, đồng viên này. Chứ không phải đơn giản là chỉ mua để bán lợi mà thôi nhưng mà ngược lại với NFT đó, với cái cách mà họ tiếp thị thị trường đó, thì có khả năng là nhiều người nghĩ đây là một của đầu tư hơn là sưu tầm. Thì đó là lập luận đến từ thẩm phán các bạn. Tuy nhiên đó Flow Blockchain nói là à, đây là một cái dự án mà bây giờ đó phần lớn những cái uh, nô no đã được chạy bởi cộng đồng rồi thì họ cũng đã phi đập chung hơn. Thì thẩm phán không có nói đây là một chứng khoán. Thẩm phán chỉ nói là nếu như mà công ty Double Labs công ty mà đứng sau lưng flow blockchain và nba top shot thì nếu như công ty này muốn thẩm phán loại bỏ điều kiện này thì bây giờ chưa thể à, tại vì chúng ta cần phải ra tò để hiểu rõ hơn thì nếu như mà chúng ta dùng một cái tiêu chuẩn mà nhiều bạn cũng đã quen thuộc trên trên này rồi đó chính là cái uh, tiêu chuẩn của how we test thì các bạn đã biết là một cái gì đó gọi là hợp đồng đầu tư hay chứng khoán đó, thì sẽ có bốn điểm bốn điểm này đó phải được thành lập để cái đó trở thành chứng khoán thứ nhất là một khoản đầu tư bằng tiền thì đối với lại cái sự kiện của double Labs liên quan tới NBA Top Shot thì đương nhiên tụi ta phải bỏ tiền ra để mà mua thì cái đầu tư được thành lập cái thứ nhì đó đầu tư vào một doanh nghiệp chung cái này đó thì nó hơi mơ hồ hơn các bạn à, nếu như mà bên kiện công ty Dapper Labs có thể chứng minh được là cái doanh nghiệp chung đó chính là Dapper Labs đó là đơn vị duy nhất có sự ảnh hưởng đến giá cả của cái bộ sưu tâm này tại vì nếu như mà chúng ta nhìn vào những cái thẻ mà các bạn sưu tầm ngoài đời đó hay là thẻ Pokemon thì khi bạn sưu tầm các bạn đầu tư vào doanh nghiệp chung nào rất là khó nói các bạn giống như là chúng ta nói tới cái thẻ này đi cái thẻ này là được tạo ra bởi công ty Panini và đương nhiên họ mua bản quyền đến từ NBA thì có phải là các bạn mua cái bộ sưu tầm của cái thẻ này là các bạn đầu tư vào công ty Panini và công ty Panini là công ty đưa ra cái quyết định làm sao để cho cái thẻ của các bạn có giá trị hơn hay không thì đương nhiên cũng không hẳn rồi các bạn tại vì cái thẻ này có giá trị hay không đó là không có phải là liên quan duy nhất à, đến công ty phát hành là Panini này mà liên quan đến là bóng rổ có được ưa chuộng hay là không thì đương nhiên liên quan tới là nba đó họ sẽ có những cái chiến lược gì để mà phổ biến bóng rổ cho thế giới à, cũng như là những cái vận động viên này đó họ có làm cái gì để cho người ta thích hay là không thích hay là không thì những cái đó đều ảnh hưởng đến giá cả của những cái thẻ này nó không có liên quan tới một công ty chung nào hết và nếu như mà muốn chứng minh bộ sưu tập NBA Top Shot không phải là chứng khoán đó thì Dapper Labs phải chứng minh là cái việc tăng giá của những cái NFT này hoàn toàn không liên quan đến Dapper Labs Dapper Labs chỉ là công ty đứng giữa mà thôi Còn những cái này có tăng giá hay không đó là những yếu tố khác Nhưng mà nếu như bây giờ Dapper Labs chỉ là công ty duy nhất đứng ra để mà quảng cáo để mà quảng bá, thúc đẩy để cho những NFT này có giá trị thì cái sự ảnh hưởng rất là lớn các bạn Đó là điều thứ hai, nó không rõ ràng thì bây giờ điều thứ ba là nhà đầu tư mong đợi lợi nhuận thì à, các bạn hiểu được điều này thì cũng có thể được thành lập nhưng mà điều thứ tư đó lợi nhuận chủ yếu đến nỗ lực của người khác thì à, khó để thành lập được các bạn tại vì nỗ lực này phải đến từ một doanh nghiệp chung thì chúng ta được là điều thứ hai và điều thứ tư đó thì là hai điều mà nó mơ hồ hơn cái rất rõ ràng ở đây đó là how we test là một trong những cái cách kiểm tra vật nào là chứng khoán nó đã có từ lâu đời rồi các bạn các bạn thấy được là how we test đã có từ năm 1946 rồi năm nay chúng ta ra năm 2023 mà chúng ta vẫn sử dụng một cái cách của năm 1946 để xem coi là một cái tài sản điện tử mới có phù hợp về chứng khoán hay là không thì khá là lỗi thời các bạn à, nhưng mà một điều mà các bạn có thể nhận ra được đó là mãi cho đến khi mà có crypto thì chúng ta mới thật sự là có dư chấm hội cái gì là chứng khoán có nghĩa là trong vòng bao nhiêu năm qua các bạn à, tất cả những tài sản chúng ta có đó đều có thể dễ dàng dùng how we test để xem coi có phải là chứng khoán hay là không nhưng mà đến crypto đó thì lại không dễ dàng cho các bạn thì là crypto là một cái gì đó cực kỳ mới có thể là nhiều bạn cảm thấy nó không mới nhưng mà thật sự nó là mới các bạn nếu như mà chúng ta nói tới căn bản đó đây là một tài sản hoàn toàn mới luôn cho nên chúng ta mới thấy được là nhiều đơn vị không biết được sao để mà quản lý à, còn về how we test đó, như thường vừa chia sẻ nó đã quá cũ nó đã quá mơ hồ các bạn cho nên khó để có thể nhận định được cái gì là chứng khoán khi chúng ta tới crypto mà sử dụng how we test à, thì bây giờ đó như thế nào bây giờ đó thì cái vụ kiện này sẽ ra tòa còn ra tòa ai thắng hay không đó thì tùy theo hai bên biện luận các bạn như thường vừa chia sẻ với các bạn Bên kia phải chứng minh được là Dapper Labs là đơn vị duy nhất, là đơn vị chung, ảnh hưởng trực tiếp với giá cả của NFT này. Và Dapper Labs sẽ chứng minh được là Dapper Labs chỉ là công ty trung gian mà thôi, không liên quan gì đến cái NFT này tăng giá hay là không tăng giá. Nó là liên quan đến cái player, cái người, cái bóng rổ này hay là liên quan đến NBA, chứ không phải liên quan đến họ. Và đây là những chi tiết tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến cái sự kiện này. Các bạn nghĩ sao? Các bạn hãy comment ở bên dưới. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong mỗi video ngày hôm nay Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Nếu mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia những sàn như là OKX, Bybit, CoinEx hay là Binance và một số những cái dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà tham gia sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trừ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital Thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short Đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa các bạn nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short.